cho nước lên, lên sóng à, lên sóng rồi hả bà Lan nói à, Thủy nói là lên sóng à. Thủy vào đó lên sóng sao cái lên sóng em hoài vậy. Gọi em ấy thường anh gọi văn thường ấy. À. Hồi nãy mà bà đứng bên nhà em á gọi YouTube. Không lấy phone, lấy phone chắc á, phone chắc kêu được. Kêu không là gọi có tăng ơn. Cho nó coi mọi người nha. Bực bự hơn chút á. Tăng ngon hả? Bự hơn chút kêu. Đứng gần nhà em liền nó đi. Alo. Về bán phải, được. Phải giết thêm tí mắm như này vô đậm là. Gọi không? Không nhưng hết mắm gọi. Gọi chưa? Từ mà nó vừa mở bán đem thì còn gì nữa mở bán. Thế anh em bữa nào kỳ nào mà mình về hưu rồi về làm quán à? Để sao? Về để bán hả? Còn nước là phá sản. Ở bên kia nấu, bán nấu nấu trong ngoài ngoài nấu 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 trong ngoài ngoài ngoài. Ở bên kia 10 đô về đây bán có 1 đô sao sống? Bây giờ 10 đô, 10 đô 1 tô mà bán lại có 1 đô sao sống? Đâu, khách gì nợ mà, mở quá là khách gì nợ mà. Ký dầu hả? Hãy đăng vào. Bịt mặt từ ai? Cô này mà ăn mà nó uống được bia là tài này. Anh được tô cỡ thằng Linh chứ anh Trúc với Linh là cỡ 2 tô này. Dám đâu còn quốc bia nữa kìa sao mà vô. Hồi trước đây em ăn cỡ 2 tô nhưng mà bây giờ ăn 1 tô rưỡi ha. Em ăn cái gì cũng vậy cũng phải đem 2-3 muỗng nước ăn phở cũng vậy. Múc cho thằng Boy rồi hả? Rồi rồi. Cho nên anh đi học đó chị. Nó đi học còn đi học à? Được rồi. Chính phủ Việt Nam đâu có cho lễ của mình nhưng đâu có lễ chính phủ đâu. Ủa? Còn cái vụ đó nữa? Hôm nay còn thi nữa mà, mấy đứa nào có kiếm chỗ lại phải thi nữa mà. Hương ăn hai mặn á, mình ăn vậy rồi, có miếng lắm đó hả? Đậm đà hả? Xin lại đây! Ủa lớn là còn đút nữa hả? Cười quá à. Ủa lớn là còn đút nữa trời. Không gọi được hả? Cầm. Bác con ăn là sáng giờ con chưa ăn, giờ con ăn đúng rồi. Con nhắn không? Bác con nhắn không? Bấm là chưa được. Đó, kẻ nó ấm. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn nha. Lát hồi cô mất thịt chết. Bên này ấy lắm, không ăn nhiều. Bên đây ăn gì ăn chán hả? Cái tô nhìn bên kia chơi ra cái tô xe lửa. Đứa gái nó còn ăn được hai lần hai tô vậy chứ một tô đó thôi. Nào vô nó là dắt đi ăn phở tàu bay. Ở trong Sài Gòn hả?